Những tấm biển báo mà ở Bình Dương người ta nói nó bình thường. Mấy bạn chó ơi, lái xe cho cẩn thận. Vậy là chuyện con chó biết lái xe là có thật. Chứ người ta ghi rõ ràng nè, căn phòng này chỉ dành cho phụ nữ có cơ bắp. Ở dưới là dòng chữ đại loại như đập mạnh để vào bên trong, cây xăng địa ngục. Vậy là rõ rồi nha, ở dưới người ta chạy xe bình thường, chứ không có bay như trong phim đâu. Tấm bảng này nó kêu hãy trượt và té một cách cẩn thận. Nghe nó cấn ghê chưa?